Chào các bác, tôi đang ở chỗ đại lộ Thăng Long các bác. Đấy, nó nối từ trung tâm Hà Nội lên đến khu công nghệ cao Hòa Lạc đấy các bác. Đấy, các bác nào mà nghe nói thì chắc biết rồi. Dọc cái tuyến đường này thì bưởi diễn rồi là quất đào là rất là nhiều. Người làng nghề trồng cây ăn quả mà các bác. Đấy, thì phục vụ Tết thì họ đã trưng bày để cách đây gần một tháng rồi, bắt đầu bán cho các cơ quan thuê các bác. Để những cây bưởi cực kỳ đẹp các bác. Đấy, họ làm ra rồi. Rồi, nhìn vào đây các bác thấy không khí Tết chưa? Quất kìa nha. Bưởi thì bay dọc cái tuyến đường này, nhưng mà chỗ này nó gần đường nhất và khá nhiều cây đẹp các bác. Thơm, sực mùi thơm của bưởi, rất là thơm. Xem nào các bác, nó chọn cây nào nha. Cây nho nhỏ này, cây nho nhỏ này nhé, cũng mặt trước xong rồi quay mặt sau. Cây rất nhỏ thôi nha các bác nhé, nhưng mà 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 nó khoảng độ 40 cái quả. Cây nhỏ này, cây rất nhỏ các bác, nó tầm 1m50 đâu, 1m6 kể cả ngọn, còn tầm quả tầm 1m50. Đấy, thơm, sức mùi thơm, chậu chiếc con lành rồi, trồng cũng khá lâu trong chậu rồi đấy các bác. Đấy, rất thơm. Cây này có cả hoa này, cả hoa này các bác, hoa nhá. Tôi vừa hỏi bác chủ ở đây ấy, thì giá của nó là nếu mua đứt cây luôn ấy là 22 triệu, còn thuê ấy, hết rằm tháng riêng ấy là 18 triệu. Đấy thì chắc là còn bằng cả được, nhưng mà giá thì giá thuê với giá mua tôi đang băn khoăn là sẽ sao nó lại sát nhau thế. Đấy các bác, thuê chắc chắn là các bác chỉ thuê thôi chứ mua cái này về không chăm được những người ta đâu, không chăm được nhiều quả những người ta này đâu, về hỏng tí ra đi thôi. Tất nhiên là giá thuê sao lại cao thế. Đấy. Rồi, cây đầu tiên thấy ok, cây nhỏ nhỏ. Hai. Cây này quả to kinh khủng. Quả rất to nhé. Cây bưởi diễn các bác. Bưởi diễn các bác có biết là ăn quả như nào ngon không? Quả bé thôi, bé nhưng mà nặng, nát giờ mà chất lượng ấy, chứ quả to không ngon đâu. Cây nhỏ này này. Quả rất to, được cái xung xuê nhưng mà ngọn hơi xấu. Rồi, có bác gửi, bác gửi đấy nha, thơm lắm, thơm hơn cả mùi hoa, thơm mùi thơm của bưởi rất dễ chịu quá, tôi rất thích cái mùi này. Rồi, bưởi nha, quả này to nha các bác nha, to, dã man luôn đấy. Rồi, một cái cây rất hoành tráng đây. Bác vừa chỉ tôi là 22 triệu nếu mà bác mua nhá. Cũng bõ các bác, nếu mà mua thế là cũng bõ. Tất nhiên là bằng cả thì xuống được, nhưng mà thấy hợp lý, nhưng mà giá thuê ấy khoảng 18 triệu hơi thôi. Đấy, cây này tán kế rất hay, rất bonsai. Xem nào, 1 2 5 2 4 5, chùm này 5 cái quả của chùm này kinh khủng. Đấy, đấy từ chưa, đấy không có ghép tiếp gì đâu các bác nha, quả tự nhiên của nó đấy, chứ không thì dùng lâu à, dùng thuốc kiểu gì nhưng mà rất là dai, vận chuyển ok. Đây. Đấy, sướng không bác,
gốc quả, thân thế cây này tay tán gốc quả đều rất là ok, chậu cũng ổn. Đó là cái cây này, cây này lộc thì hơi ít, hơi bị cỗi, nhưng mà quả trước thì quá khủng rồi. Quả cây này sẽ ngon hơn quả cây kia. Quả cây này nó hơi xanh, nhưng quả cây này rất tròn và đều và ngọt, chắc chắn cây này quả rất ngon. Nếu mà để ăn quả trưng bày rất vàng đều, rất ngon, rất vàng ươm. Chỉ còn mà để nói về thân thế hoặc là tay tán lộc, lộc lá thứ tứ đại động đường ấy bác, thì không được bằng cây kia. Đấy, vuông to lên chứ, nhưng mà quả thì lại ngon hơn, đẹp hơn, quả đẹp hơn. Quả vàng rất tươi, mùi thơm. Chơi một cây này thôi các bạn, đào quất có khi là chỉ cần một cái cành thôi, quất thì vứt đi, không cần. Nhiên ở nhà mình để to một tí. Hai cây này, tiếp theo lọc nước rất ok, nhưng mà thân thì nó hơi nhỏ, xung xuê cá xung xuê. Hoa này, hoa này, hoa này, quả thì cực kỳ nhiều rồi. Đấy, ở đây cái này đang có quả non, đang có quả non. Thơm ngào ngạt. Đấy, cây này ok. Cây này cây nhỏ nhỏ chắc thì rẻ hơn. Đây các bác nhìn cái cây nhỏ nhỏ này, mà nó treo những quả to mà chín lỗ rồi. Cành của nó này, cành của nó cong hút xuống, cong hút xuống, người ta phải giữ níu lại bằng cái dây như hồ lô. Cây này nhỏ nhỏ mà quả kinh khủng. Đây, các bác bán đây, chủ nhà đây, sân vườn đây. Vàng ươm, quả vàng ươm, dám dám vàng ươm này ngọt. Đây, những quả này ngọt nhé, ngọt, rất là nặng, nhiều nước. Cây này hơi mấy quả. Đã bán được nhiều chưa anh? Mua sớm đấy nhỉ? Bảo là... À, chơi từ bây giờ nó mới đẹp. Rồi, dãy đằng sau. Úi giời, quả rất nhiều. Thuê tiếp là có hợp đồng đàng hoàng các bác.
này quả hơi kém, nhưng mà đến Tết là ngon hết đấy. Xanh này, có quả xanh và vàng. Lạc giữa rừng bưởi, rừng quất các bác. Cây này có bộ gốc bác chưa? Đấy. Đây, chùm quả kinh chưa. Trống nữa bác. Chứ mà người ta vẫn chở đi rất ok đấy. Chở đi xa đấy. Chạy đi xa. Rồi. Đây đây là phần bưởi. Còn rất nhiều ở dọc cái dãy đường này, rất nhiều quá. Cây nào cũng đẹp. Bây giờ xuống quay là chú quất các bác nha.